tám đi, vô bà tám đi, cho bà tám giữ thêm đứa nữa. Được lắm à, chịu không? Đi ủa, theo bà tám không? Dạo này nó quậy quá. Nó quậy. Nhỏ con mà lì. Quậy quá. Bà hỏi em không có biết số hội gì tám, em biết số hội dân tám. Em kêu dân tám nó kêu gì tám đừng có cho bé chùi mấy cái khăn ướt, chùi vô là da nó da bị dính. Chị nói hoài mà không nghe. Da nó bị dính. Chị nói đừng có chùi. Con em cái đó chùi em biết chùi đi em chùi cái gì ạ? Dạ. Tại nó có chất tẩy với chất sạch. Dạ, rồi mình lao vô là bé nó cái da nó bị dạy cảm là nó bị dướng à. Không nhờ dưỡng tám nói giùm đó. Một biết dưỡng tám có nói thôi, em không biết xong hồi dưỡng tám nó dưỡng tám nói á. Trời ơi mày gọi cho bả 2 năm thở 10 thì bả chưa bắt máy nữa, một chục cột mới nghe được cột. Rồi đàng hoàng cái. Rồi là em kêu nói gì tám nhắn gì tám đừng có cho chùi cái thân ướt nữa, chùi cái mặt của bé là nó bị dính á. Nói liền hoài à. Chị quay cái gì mà ba nhà ba chai dây chai nhóc hết trơn đó, phải lụm chai chai là gì đó ở đâu? Chị tư ba chai phải không? Chai lọ hả? Không, cái gì mà đặt hả? Ăn cái đồ mà đi có giỏi hả? Bà tư dây chai ba ở đâu? Bà lấy đi, bà có thuốc vậy? Ừ, thuốc nốt á. Trời bắt cỡ gì siêu quậy mà bắt đi con. Ô. Ô. Đâu cần thơ á. Cần thơ. Chết lúc 2-3 cha con luôn. Dạ. Cái vụ đó. Cái ông cục tay nói cũng không nghe lời hết hả? chung cái vỏ sách hết trơn á, như ổng không cho bé Hiền uống, làm gì bé Hiền nó dám uống. Ừ. Bé Hiền nó ti anh Hoàng đồ la nói nó còn chữ nó còn ấy rồi, chứ em thấy ổng kêu cái là nó xếp ghe, ổng kêu cái là nó xếp ghe đó ha. Yeah. Nó sợ ổng nha. Dạ sợ đúng rồi, bữa đó chị em mình ngồi đây nói chuyện đó, nó chạy nó chồng nó có hoài luôn. Rồi ông quýnh nó mấy lần rồi nó sợ chứ ông quýnh không?
Có quýnh thiệt không? Quýnh thiệt nhưng mà ông bà mắt nó còn anh nó về nhìn nó đứt ruột mà mình muốn quýnh ổng lên cái mình thấy thôi suy nghĩ mình kèm lại. Dạ, ông nói trời ơi, từ nhỏ lớn thì mấy đứa nó phụng, nó quậy, nó chữ, nó quýnh ổng thiệt chứ chưa bây giờ ông tán lại bọc tay nữa. Thế hả? Dạ, không có luôn á chị. Mấy đứa làm như là ổng bán tỏi hay là gì à. Ừ. Khi đợt đó em lên nè, như mẹ mất đó rồi em lên lại chữ đuổi hai chồng em, không cho vô nhà. Trời ơi, có đó má hả? Mày đủ má mày đủ má mày không mà nó nói chữ đuổi má mình nói gì nghe kìa. Mấy đứa luôn đứa nào cũng vậy chứ. Trời trời. Mà chồng em không bao giờ nói tiếng gì luôn, không bao giờ la, nói nhỏ nhẹ nói ấy là không cho Hoàng Anh vô nhà luôn á. Trời trời, có phụ đấy nữa hả? Dạ, nó chữ lắm. Biết chữ nữa hả? Dạ. Như nó ngọng nó chữ tiếng đủ má, mình nghe tiếng đủ má thôi chứ mình không có nghe rõ là cái đủ má gõ gệt nghe như tiếng ấy vậy đó. Nói đất đất trong họng đó hả? Nói đất đất chữ vậy đó. Đó lên nhà đâu có ấy đâu, không có cho chồng em vô nhà đâu. Chữ dạ? Đuổi dữ lắm. Tại là nó ý là nói là như thời đó là mẹ chết mà sao không chôn mà đem đi thiêu. À, nó biết lại nó giận á. Ủa nó biết cái vụ đấy đó hả? À. Tại như là ai cũng nói như là mẹ em cái nghiệp mẹ nặng quá, như mẹ chết cái gì thiêu đi để đi chùa. Với hồi đó mẹ còn sống mẹ cũng nói gì đó. Mẹ nói tao có chết mẹ giờ thiêu tao đi đừng chôn, để tao vô chùa. Vì như mẹ mất rồi mới là gửi vô chùa, chị thiêu gửi vô chùa. Mà nó dặn Hoàng anh Hoàng tới giờ luôn đó, là nó nói là sao không chôn mà đem đi thiêu, là chỉ sao hè là sao không chôn nó đó mà sao mà đi thiêu á. Là giờ lên tới nhà là chữ giờ mới gái lại đây nè. Gái ơi, ấm này nè con gái nè. Ừ, gái này đẹp quá à. À mấy cô mấy chú. Ừ. Chào bà con chú đi con. À mấy cô mấy chú. Nè con ca đó là ca cà phê đó nghe. Gái này quá đẹp rồi. Anh đi con. Xoay qua mẹ một cái. Anh đi con ơi. Phê của ai? Nè. Cái đó là của mẹ thôi. Mẹ nhất là sao đây? Ừ. Con có biết uống không? Lên uống cho đừng uống rồi. Của mẹ này mẹ uống đi mẹ. Rồi. Con giơ tay chào đi. Rồi ngoan dữ ta. Chào cô chú đi nè. À, chú giơ tay lên cho chào con kìa. Ừ. Đó. Đắng này thôi. Con ăn thế nào? Con ăn miếng trái cây nào con ăn đi con. Nhớ ba không? Nhớ ba, ba đâu rồi. Nãy giờ nó hỏi ba mấy giờ rồi, mẹ mấy giờ, mấy giờ. Ê. Ủa đây ba nhà đằng hai nó tính lại nha. Ông Út của Út về trên nhà kìa, lên đi ông Út của Út đi. Xe không qua lộ rồi. Rồi mới nghe Trâm Như. Nó là cấp 2 tuổi nè, bố mùng 7 Tết cũng bị xe đụng. Chạy trong nhà chạy. Ăn này chấm muối nó ghiền. Em ăn đi. Bên đường lộ bên đây là nó còn nhiều, bên đường lộ bên nhà mẹ bên kia là nó vắng lắm, xa xa mấy cái nhà mà nằm tuốt Mỹ trong lặng chứ không phải là ở ngoài này đâu. Con ơi té con. Như. Té nó sao kiểu. Mày nói không nghe ha. Mà chắc nghe em đó, ví dụ còn đi mình đã ở thì nói người có không biết ai là ai. Ai biết rồi bây giờ mà thì Tám thì Tám biết. Bạn nghi thôi chứ biết gì. Chứ nó hiện nó đi hoài đêm hôm mà. Trái dầu. Mẹ kêu con đi xuống. Trái dầu. Nếu như để nó lì ta ơi. Một hồi là con lên không bị phanh tay đó. Không xuống thì mẹ. Chào heo quay ha. Xuống không? Con mấy người.
có like bao giờ đâu. Trời này mưa, bữa nay mưa. Là bữa thứ tư là chị với chồng em đi rồi. Là bữa thứ ba chị qua đây hả? Khuya. Chiều thứ ba, bữa thứ ba qua đây chứ nhỉ? Qua đây xong rồi trở về ở nhà chị. Ở nhà chị xong rồi tầm 3 giờ sáng đi. Thế Sài Gòn này có người ta hẹn sẵn cho mình rồi. Đi chợ Dẫy, người ta người đó đi chợ Dẫy. Chợ Dẫy hay hơn. Em thì em thấy sao? Em đâu biết gì đâu. Em có biết gì đâu. Vậy vậy. Thì phải xin bên ấy rồi giấy bên Hòa Hảo. Bên Hòa Hảo người đi chợ Dẫy. Tại vì Hoàng Anh là cái bệnh khó tìm. Thế mà chợ Dẫy thì nó chuyên hơn. Em cũng không biết bệnh đó là gì. Đi đi một lần đi một lần cực. Hòa Hảo cũng giỏi lắm. Bác sĩ giỏi nhiều lắm. Vậy tùy nhiên chỗ này chỗ kia rồi tới giờ cũng không biết bệnh gì, nhầm khi uống thuốc chị cũng thấy đỡ. Mà từng nào cũng đi lấy thuốc uống cũng vậy hoài không thấy nó hết. Không xỉu gì nào xỉu, không thở là mệt, giờ nào là mệt, nửa đêm là đi ra là lấy thuốc canxi, lấy thuốc là uống vòng vòng vô thở không nổi, mừng đêm mừng hôm, nhưng khi nửa đêm là tay cẳng là lạnh ngắt vậy đó chị. Như người chết đây hả? Lạnh như cục đá mình vậy đó. Trời xoay qua mà đụng cái là hết hồn liền á. Thế hả? Dạ. Trời em nằm ngủ mà em đụng vô em không thở hả? Lạnh ngắt, tay cẳng vậy, lạnh ngắt vậy đó. Để em có hỏi đó. Chạy ra là không biết, không nói không. Cô hai lại. Cô hai là anh thương nó lắm hả? Dạ thương lắm. Mấy đứa con thì xanh gì á. Mà chạy xe hôm vậy chứ là từng lễ là giá nào cũng phải rể về tiền mà mua hộp sữa mà 500 mấy cho từng vậy. Ủa vậy hả? Dạ, ông nói mày cho nó uống vô đi. Mày vậy rồi bên chồng mày vậy nó sợ. Sợ nhỏ bị gì, bị này bị kia không? Không cho, không kêu ấy rồi. Cũng thương con em lắm. Em nhờ đỡ sống bên đây mấy anh mấy chị ai cũng thương. Em nhờ bên ngoại, Hoàng Anh cũng có con viên, có phước. Dạ. Gặp em rồi dạ, được bên chị, ngoại tiếp. Mấy chị thương lắm, ổng bệnh vậy chứ cấp mọi người nó xỉu. Chị vợ mà đi nuôi em rể hồi đó giờ có ai không, chị em nuôi đó. Thế hả? Dạ. À, bệnh vậy đó là lần đó là ở trên phố chạy về lần bệnh dịch đó là chị ở đây. Thế hả? Dạ, chở lên trên đây là chị em nuôi. Chị ruột của em hả? Dạ chị ruột. Chị mà 38 tuổi hả? Dạ chị em tuổi con Châu á. Là chỉ nuôi không đó mà chỉ hơn đó, lúc mà không tiền mua thuốc mua men hay sữa gì đó là giá nào cũng kiếm để cho cháu yeah. Em rể mình yeah. Mấy lại chồng em cũng tốt tính nữa. Cái tâm, yeah. Cái tâm mà nó đâu có phải như người ta. Mấy chị thương lắm, như là ổng có sao có vậy chứ không có mà như đàn ông ta mà miệng lưỡi mà nói này này quá kia, ông tốt tình cảm, dạ, có sao ông nói vậy à? Cái chị thương lắm mà trời, anh ghế là anh cục chèo đó, thương ổng như là em ruột chứ đó, mấy hả? Dạ, anh em mày như được bên anh em bên nhà em ai cũng dạ, thương ha, dạ, đỡ rồi được chị em đó, đồ, tết đó, kia là cho, nhưng không có cho mấy đứa trả nhiều, nhờ lì xì đứa 100, nhầm khi là mà đứa 200 là ba đứa, là kia còn anh tết là đem lên trả cho. Hả? Dạ. À. Năm nào cũng vậy chứ mà lên phải ừ, cho lì xì mấy đứa em á, mấy đứa em khờ hả? Dạ. Ừ. Năm nào cũng vậy á. Rồi nhiều khi có mẹ nấu gì nó chỉ về nấu đồ ăn nhiều á là kêu mà anh nó mày đem lên cho mấy đứa nhỏ ăn. Thì đó vậy còn ở trong nhà gì đem, giờ đâu có trong nhà đâu mà đem. Ừ. Đi ra đường hết trơn rồi lên là hư thiếu không.